Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mẫu đèn led dành cho những cái bể cá cỡ vừa hoặc nhỏ, hoặc là những bể bán cạn tiểu hoặc là tiểu cảnh. Mẫu SD300. Cái mẫu đèn này có một cái ưu điểm rất là hay, đó là cái thân đèn nó có thể uốn được. Thân đèn này các bạn ạ. Thân đèn này nó có thể uốn được các bạn nhé. Rất là phù hợp với những cái bể bán cạn hoặc là tiểu cảnh. Về thông số của đèn thì cái sản phẩm này nó có 3 loại công suất là 3W, 5W và 7W. Sử dụng điện 220V nha các bạn. Ánh sáng thì nó có giải 3000 đến 6000 Kelvin. Nó phù hợp với những cái bể mà có cái độ dày kính tối đa là 8mm nha các bạn. Đèn này có một cái công tắc tắt bật. Đây là mẫu 5W các bạn ạ, mẫu 5W. Cái ánh sáng của nó mỗi lần chúng ta tắt bật nó sẽ thay đổi các bạn ạ. Ví dụ mình tắt bật này, chuyển sang màu nó vàng ấm này, chuyển sang cái màu mà nó trắng hơn, cuối cùng ánh sáng trắng hoàn toàn. Để màu trắng này nhìn nó dịu mắt. Đây là một cái mẫu đèn rất là hay, thiết kế rất là gọn, có thể đa dụng. Những bể cá còn có thể dành cho bể bán cạn rồi tiểu cảnh. Công suất thì 5W thì vừa phải, tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm đèn này thì mình có bán tại shop hoặc là bán online qua Shopee và Lazada nhé. Có thắc mắc gì các bạn có thể để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.